Xin chào các bạn, thì hôm nay Toyota Tân Cảng mình lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe Nova đời 2019 nha các bạn ha. Thì xe này đi được mới tầm khoảng 41-42.000 cây số thôi, xe phải nói đi khá ít nha các bạn. Thì xe đối với những cái Nova hiện nay thì bên Toyota Tân Cảng bên mình hầu như là đã gần bán gần hết rồi. Đây là một mẫu mới vừa về thôi nha các bạn ha. Nếu mà các anh chị nào đang có nhu cầu mà muốn bán cái Nova thì bên Khoa sẽ mua được giá rất là tốt cho anh chị nha. Thì các anh chị đừng có ngại ngùng gì mà sợ khi mà coi cái clip bán cái Nova mà nghe Khoa nói là mua xe giá tốt thì các anh chị sợ bán giá cao, thì thật sự đó không phải đâu nha anh chị. Tại vì mình mua giá tốt và sau mình mua giá tốt thì mình bù lại, thì cái giá bán ra thì nó cũng có mặt bằng chung rồi. Nên bên mình chẳng qua là giảm cái lợi nhuận lại đó để mua được nhiều xe và bán được nhiều xe hơn. Nói chung là đồng tiền linh hoạt nha các anh chị ha. Nên anh chị nào có nhu cầu mà bán xe thì cũng thoải mái về vấn đề trong vấn đề gọi là giá cả đối với bên Khoa. Còn chị nào mua thì cũng đừng sợ hú giá tại Toyota Tân Cảng bên mình nhé, vì những cái chất xe bên mình bán ra là xe đẹp không nha anh chị. Như cái mẫu xe này là 2019 nè, đi 41-42.000 cây thì cũng có vài khuyết điểm giống như là chạy sơn này kia, thì bên mình cũng mua về và sơn dặm nhẹ lại thôi. Đó, anh chị thấy không, xe mới về nè, chạy xước nhẹ. Đây là những dấu chạy xước bên mình khoanh là để sơn nha anh chị ha. Sùng chỉ nè. Đây, Nova bọng dè nè, sùng bọng dè còn nguyên anh chị ha. Vỏ đi 4 mấy ngàn khá là mới nè anh chị. Thì như các chị thấy đây, không lâm đụng anh chị ha, cam kết luôn. Ngay phía sau thì mình cũng có thể nhìn thấy là xe này có được bọc trần 3D nè. Cái này thì hạn chế tiếng ồn khi trời mưa và cái nhiệt độ vào khoang xe nha anh chị ha. Ghế thì trang bị của cái da rồi. Nẹp bước, nẹp còn rất là đẹp nha anh chị ha, không có chở hàng nhiều. Xe những cái xe mà chở đồ nhiều anh chị thường nó sẽ chày rất là nhiều về cái mặt chi tiết nhựa đó anh chị ha. Xe cái màu ngoại thất là màu nâu đồng nha anh chị. Cái màu này là cái màu phổ biến của Nova, rất là dễ mua bán anh chị ha. Và nó rất là sạch khi anh chị sử dụng nữa. Đó, như là thậm chí là các anh chị ha, anh chị đi nè. Trên tay nắm cửa chạy nhẹ, bên Khoa cũng cho sơn lại luôn nha anh chị ha. Anh chị đừng ngại ngùng khi mà cái thấy cái xe sơn nhiều nha, tại vì xe ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà xe nào mà nói anh chị đi mua xe cũ mà người bán đó là xe này còn zin chưa sơn thì cái đó thật sự khó tin nha anh chị ha. Rất hiếm luôn, Khoa phải nói là rất hiếm những cái xe còn sơn zin nha anh chị ha. Cũng có những cái xe sơn zin nhưng mà phải nói là trên thị trường hiện nay mình kiếm cũng khá là ít, vì những cái xe đó nếu mà sơn zin thì nó cũng sẽ có chày lâm dâm rồi không đi nhiều nha các anh chị. Đó, xe cũng lên đầu DVD kia nè. Hộp số khá là đẹp, vô lăng còn rất đẹp nha anh chị ha. Đây 42.000. Thì đây Khoa này cũng quay luôn, đây là xe này mới đem về thì cái gương chiếu hậu bị gãy, thì bên Khoa cũng đang cho đi làm thay thế mới là nha anh chị. Nhưng mà Khoa quay trước cho anh chị thôi, nhưng mà khi mình mua xe thì chắc chắn phải có gương chiếu hậu cho anh chị nha. Đó, bây giờ mình đi tới phần động cơ anh chị ha. À quên, Khoa cũng nói thêm đây là cái được cụm đèn sương mù nha anh chị. Thì khách này cũng là vô cái cụm đèn resetter rồi. Thì đi thì nó tăng độ ánh sáng cho các anh chị đi ban đêm thôi. Các anh chị nào mà hay đi tỉnh nhiều quá thì nó cũng là một cái lợi thế nha anh chị ha. Đây là Khoa động cơ anh chị ha. Đó. Đây. Ốc cabo. Cabo còn nguyên hết anh chị ha. Máy này thì chắc cũng mới khách vừa rửa để bán bên Khoa nè, nên đâm ra máy còn khá là sạch sẽ luôn. Thì Khoa xin nhắc lại, đây là mẫu Innova số sàn đời 2019 nha các anh chị. Xe đi được tầm khoảng 42.000 cây số, thì tại đại lý Toyota Tân Cảng bên mình đang rao bán là 600 triệu cho cái mẫu Innova số sàn này. Các anh chị nào quan tâm xin hãy lên tại Toyota Tân Cảng bên mình.
xem xe và còn rất nhiều xe cho anh chị quan tâm để xem nhé. Cảm ơn các anh chị đã xem cái xe này và hẹn gặp lại các anh chị một ngày gần đây ạ.